Hello anh em, giới thiệu cho em một cây cưa thủ công ha. Cây này nó có ba lưỡi như này. Đây, à. Đó, ba lưỡi này là zin nguyên chưa xài luôn nha. Đó. Anh em về thích xài lưỡi nào xài ha. Đó, lưỡi hốc khó này, lưỡi ngắn này, lưỡi dài này ha. Đó. Ba lưỡi là còn zin nguyên nha, rất là bén luôn ha. Gấp hai lưỡi lại ha. Xài một lưỡi. Cây này lâu lâu hiếm gặp lắm nên lâu lâu được cây ha. Cán gỗ rất là nặng, rất là đầm luôn ha. Tem còn nguyên zin luôn. Rất là bén nha. Này hàng này ta xài lướt hoặc là chắc cũng mình nghĩ chắc xài lướt thôi chứ còn cực kỳ bén luôn. Tay là rời vô là bám ghê lắm. Để mình đo ba cái size lưỡi cho anh em luôn ha. Cái dài nhất là 19 và 15 năm và 13 năm ha. 19, 15 năm và 13 năm, ba size khác nhau. Rồi, tiếp theo là một cây gom boy. Hàng này mình chưa có vệ sinh ha. Lưỡi là chưa có vệ sinh luôn ha, còn rất là dơ nhưng mà cực kỳ bén nha nè, lưỡi cực kỳ bén, dễ đứt tay như chơi luôn ha. Về anh em thích thì ngâm xà bông đánh ra mới tinh luôn. Đây cái này nữa ha, đó, lưỡi là nguyên zin nha anh, lưỡi là chưa có mài dũa gì hết á, cực kỳ bén luôn ha. Anh em chỉ mua về xài thôi. Nay mình được ba cây 21 anh em, ba cây xài 21, ba cây xài 21 luôn ha. Lưỡi cực kỳ bén nha, lưỡi là mình kiểm tra cho anh em hết rồi, anh em yên chí ha. Anh em nào mà mua cưa bên mình rồi thì biết rồi ha. Rồi tiếp theo là hai cây hốc khó. Đó, hai cây hốc khó này là lưỡi lưỡi còn màu xanh luôn rồi ha. Đó. Còn cực kỳ bén luôn. Đó, nên thấy nó bám nó bấu vô cái da này. Đó, ha. Đó. Nhìn vậy thôi, cho bén lắm. Anh em nào lấy về cưa thì nó trước sau gì nó cũng 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 đen thôi. Đó. Có cái ví dụ anh em cưa xong anh em lấy dầu anh em lau ha. Anh em lấy cái khăn có tẩm dầu anh em lau lên. Đó rồi anh em tuốt này. Tuốt theo cái chiều này nè, tuốt cho nó ra hết ba cái mụn cưa nha, tại vì trong cái mụn cưa anh em cưa cái cây tươi nó có nước, mà nước anh em để nó tiếp xúc với các cái đầu nhọn này là mau oxy hóa, nó oxy hóa thì dẫn đến là nó sẽ cùn, nó sẽ cùn nhanh, cái cưa của mình sẽ nhanh cùn, cho nên khi anh em cưa xong anh em cầm cái khăn khăn tẩm dầu ha, anh em cầm anh em tuốt ra. Đó, chịu khó tuốt ra, đồng thời là dầu nó bám lên trên cái này thì cái cưa của mình nó sẽ giữ được lâu hơn ha. Đó. Thì hai cây này là một cây 21 và một cây 18 thôi này. Cưa rất là bén. Một cây lưỡi dài 21 với cây lưỡi 18 ha. Là mình tính từ đầu lưỡi ha nè. Rồi cây này lưỡi 10 phân này ha. Cây này cưa hốc khó mini, này dòng Sky. Cây này thì còn mới tinh ha. Đó, lưỡi hơi nắm nắm thôi chứ cực kỳ bén luôn ha. Rồi tiếp theo nữa là cây dao gọt bầu. Cây này là cây thép trắng nha nè, cây này còn mới tinh, cây dao gọt bầu thép trắng và một cây nhíp thép trắng ha. Đó, nhíp còn nguyên zin ha, một cây nhíp thép trắng. Nhíp này bản bản lớn nha nè, bản dày á.
Rồi tiếp theo giới thiệu với anh em một cây V8 Pro ha, cây V8 Pro. Cái này là cây ARS ha, ARS này nè, đó nó có chữ ARS. Dòng này thì cắt sướng lắm, có mấy cây mà anh em làm mà mai vàng á, mai vàng mấy năm mà Bình Định mà làm mai vàng thì cái dòng của mai đó nó cành nó nhỏ nên sử dụng sướng ha. Còn mấy năm làm trong miền Tây thì mấy cây đó cành lớn, đa số là anh em cắt cành lớn không, thì mấy cây V8 này là đáp ứng cho anh em ok luôn ha. Đó. Có ví dụ như cái hàng mà 130 đây, ví dụ như cây này cũng là ARS luôn, nhưng mà nó là cây này cây đời đầu nha, cây này cắn ngà không phải cắn cắn kia, cái đời mà 130 mà cắn trắng trong á, cây đó nó yếu ha. Còn như cây đời đầu cắn ngà này á, thì cây này thì nó cực kỳ chắc luôn, nó là cái cán của nó chắc thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái bản lưỡi này nè, cái sống này nó dày ha, cái kéo nó cầm nó nặng hơn cái loại cái đời kia nhiều đó. Cái đời mà khóa dưới đây này, nó có cái khóa dưới này này mà cả màu trắng á, ha. Cây này thì mình mài lưỡi rồi này. Đó, cây này mình mài lưỡi rồi đó, mấy cây này anh em nào mà làm nhiều á, anh em lấy cây này về làm ha, 250 cây mài lưỡi rồi ha, cực kỳ bén luôn này, cây này mài lưỡi rồi như này đó. Anh em về làm không biết chừng nào nó mới cùn cái lưỡi này nữa. Cái này là mang tiếng mài thôi chứ thực ra thì cái độ hao lưỡi của nó không bao nhiêu nha anh em nè. Anh em nhìn cái dấu cũ nè, đó anh em nhìn dấu cũ ha, đây là cái dấu zin, cái dấu lằn này nè nè, đó cái lằn này là lằn zin nha. Mà anh em so sánh mà khi mình xử lý lưỡi rồi á, nó không hao bao nhiêu hết á ha, đó nó không hao bao nhiêu, nó hao chỉ tầm nửa ly thôi đó, đó nó vẫn còn như zin thôi, những khác gì hết ha. Cái đời này đời thép đen này nó khó, nó cứng ghê lắm, mình mài mình sẽ biết nó cứng hơn cái đời thép mấy cái đời sau. Rồi cây này là cây V8 ha, cây V8 Pro ha. Nó cũng có một cây V9 nữa đó, mà do cây V9 mình chưa có vệ sinh đó, nó chưa có sạch đẹp đó. Đây này, cây V9 ha, mình chưa có vệ sinh, nó dài hơn, nó dài nó to hơn nha. Này V9 ha, cây V9 chưa có vệ sinh lưỡi luôn, lưỡi chưa vệ sinh, chưa có chà rửa sạch sẽ, nó hơi dơ tí thôi. Mà cây này nó rất là dài nha, anh em so này nó dài hơn cây V8 nhiều luôn ha, đó, dài hơn cả khúc luôn, dài hơn phần mấy luôn á. Thì anh em nào lấy về vệ sinh thì lấy ha, lấy về về tự vệ sinh làm thì lấy. Còn lưỡi thì ok, lưỡi thì chưa có mài, mình chưa có mài luôn, nó vẫn còn rất là bén ha. Anh em nào thích thì mình sẽ mài cho, chứ mình chưa có kịp làm luôn này, đó. Còn cắt thì rất là ngọt, nhưng mà anh em nào thích thì mình sẽ mài thêm nha, đó, mài cho nó bén. Còn anh em tự về lấy thì về xài thì lấy ha, đó, mình chưa vệ sinh thì giá nó rẻ hơn cho anh em tí, đó, nó vậy. Còn ngồi vô đánh rửa vệ sinh trà rửa thì nó thêm vài chục ngàn đó. Cái dòng này thì anh em sướng, anh bóp cái là cái khóa nó nhả ra, đó, ha. Bóp cái là khóa nó nhả ra thôi. Đó. Rồi cái này thì chưa vệ sinh còn dơ mình không để lên. Anh em nào lấy thì báo riêng mình ha. Cái V9 này, cây này là như kiểu mà size xe đại vậy đó nè. Nó lớn. Này về mấy cây cũng chưa vệ sinh. Nó nằm chỗ. Mấy cây này là mấy cây zin hết nha nè. Mình chưa có vệ sinh gì luôn, ốc chưa tháo luôn ha. Rét luôn. Thì cái nào mình vệ sinh sạch sẽ rồi mình sẽ đưa lên. Rồi tiếp theo là một cây Okasune ha. Tiếp theo là cây Okasune. Cây này thì vệ sinh đồ ok hết rồi, chỉ về việc xài thôi. Cây này size 20 nha nè.
Xa 20. Okasuna thì lâu lâu được vài cây thôi em ơi, nó hạn nó cũng nó mài với lưỡi rồi mục gãy cùng lung lá hết trơn, đa số là mài hết lưỡi, lưỡi người ta xài ta mài lên muốn gần hết luôn rồi. Rồi tiếp theo là một cây mẫu S ha, một cây mẫu S, cây này còn nguyên zin nha nè, cây này xa 20, lâu lắm rồi mới thấy được cây đẹp. Cây mẫu S này thì nó hiếm ha, mẫu S này là thường nó có cái bọc da, cái bọc bằng nhựa ở đây đó, nó y như cái cây trắng đỏ vậy đó, nhưng mà cái dòng này thì dòng nó không nguyên khối, nó nặng hơn ha, nó cao cấp hơn mấy cái dòng kia. Đó, cây này thì còn lưỡi còn nguyên zin nha nè, lưỡi nguyên zin luôn, chưa mài dũa gì ha, ốc chưa tháo gì đó ha, rất đẹp luôn, lâu lắm mới gặp được cây mẫu S đẹp vậy. Dòng này thì nó vẫn là cán rỗng nhưng mà nó cái cốt thép nó rất là tốt, cho nên là cầm cái kéo nó rất là nặng, nó ngang ngửa cây chữ A luôn. Anh em không biết chứ mấy cái đó nó xài tốt lắm, mấy cái đó xài khác xài tốt. Rồi tiếp theo là một cây mẫu A ha, cây này thì size mini, cây đời đầu, cây này là đời cực kỳ cổ luôn, đời cổ luôn, cây này size 18 17 năm gì, 18 năm gì, 17 năm ha, gần 18. Dòng này được cái là anh em nhìn mấy cái đời đầu nó thô lắm, nó không có tinh xảo, nó thô với lại dày nữa, thép ghép ha, lưỡi thép ghép, lưỡi thép ghép, lưỡi còn nguyên nha nè, lưỡi còn nguyên zin luôn. Dòng này rất là nặng luôn ha, anh em nào mà tay nhỏ mà xài mấy cây này là tuyệt vời luôn, đi cắt mai vàng anh em dùng mấy cây này đeo bao tay vô ha, đeo bao tay vô dùng cây này xài anh em cắt thợ nó êm cực kỳ, nó không có bị sóc tay anh em, bởi vì cái kéo của mình nó nặng á, khi anh em cắt nó ngọt lắm, nó đi ngọt, với lại những cái dòng mà thép ghép mà đời đầu này á, là cái má này, cái má lưỡi này nó rất là mỏng luôn nè, mỏng cực kỳ luôn, mấy cái đời này mỏng lắm, nó mỏng hơn chữ A luôn. Đó, mình thì mình bán nhiều hàng rồi mình nhìn được, mình so sánh được, mỏng cực kỳ mỏng, mà lưỡi cực kỳ cứng luôn ha, nó mỏng ngang ngửa mấy cây A bông lúa đó, ví dụ như cây mẫu A này này thì nó cái lưỡi nó dày này ha, đó, cái bạn lưỡi nó dày này, thấy cái mép dày không đó, cái độ nghiêng nó cao hơn, còn đó là nó dày, cho nên là cái cảm giác khi mình cắt nó ngọt ghê lắm, vì là khi mình cắt xuống nó không có bị sóc cái gờ này đó. Còn thằng này thì cắt cành lớn đó, nó thiết kế ra cắt cành lớn cực kỳ lớn bằng ngón cái, rồi nên bỏ vô nên bấm bụp 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 ấy. Cái này là size lớn cho nên nó là lớn, nó to cho nên là cái mép của nó phải dày nó mới cắt được cành lớn đó, cho nên là kéo nó nhiều size, nó nhiều nhiều mẫu lắm. Cái này size 20 ha, cái này cũng thép ghép luôn, cực kỳ nặng luôn, bỏ lên cân ký là thằng này trùng luôn á, ngang ngửa cây cán đặc nha nè nó là cán rộng với nó mà đặt nữa thì thôi rồi luôn, tại vì do cái khúc này này, nó khúc này nó cực kỳ nặng. Cây này lưỡi cũng còn nguyên zin luôn ha, cái này mình cũng chưa tháo luôn, cắt rất là ngọt nha. Cái này size 20, cái mẫu A đời đầu size 20 đó, anh em mà sưu tầm mấy cái cây đời cổ thì mấy cái này là sưu tầm được rồi, quá được luôn, thời điểm này đi kiếm mấy cái A cực kỳ khó luôn. Rồi tiếp theo là một cây đa năng ARS 140 ha, ARS 140
Cái này thì còn nguyên zin. Này còn nguyên zin. Cái này lưỡi chưa mài nha nè, lưỡi chưa mài. Đây cây ARS mình nói với Nam là cây 130 này nè, ha. Là cái cán của nó là nó bằng nhựa trong. Với lại cái kết cấu của nó không có chắc bằng cái đời này. Đây. Hai cây này anh em nhìn sơ thôi là anh em thấy cái độ thô của nó, cái độ nặng của nó khác hẳn luôn ha. Họ nhìn cây này nó chắc chắn hơn, cho nên là anh em họ họ làm nặng á, họ thích những cây đời như thế này, nó vừa rẻ mà vừa hiệu quả. Đó, anh em nhìn cái độ độ dày của nó là anh em biết đó, thấy không? Đó, độ dày của cái má này với cái má này, đó. Con ốc nó cũng to hơn nữa, nó nặng hơn nhiều. Nhưng mà được cái này cây thép trắng. Cái này thì nó như mới, cái này xài nó sạch sẽ. Nhưng mà anh em xài rồi cuối cùng cũng dơ thôi. Cho nên là mình muốn hiệu quả, xài hiệu quả, chất lượng. Và cái giá tiền nó rẻ thì anh em tìm những cái đời đầu này xài cho nó sướng. Đó. Còn anh em nào muốn sạch sẽ, làm ít thì đây, quất cái này ha. Rồi. Tiếp theo là cây ARS 130 nha. Đó, cây này thì cũng là đời như cây này, nhưng mà nó là cán xanh. Nó như nhau thôi nhưng mà màu cán khác nhau ha. Đó. Hai cây còn nguyên zin luôn, như mới luôn ha. Hai cây nguyên zin như mới. Tiếp theo là một cây T7 ha. Một cây T7. Một cây tỉa đa năng T7. Lưỡi nguyên zin rất đẹp nha anh em. Dây khóa rồi rất là đẹp ha. Đó, cái cán thì nó hơi bị bể đây thôi. Đó. Có anh em nào hỏi mà mình chụp cái hình cây T6 mà nó bị chút xíu 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 ở đây mà anh em không chịu. Anh em không chịu lấy. Hàng cũ mà anh em làm như là hàng mới á, anh em đòi cho nó hoàn hảo sao mà có được. Chỉ có hàng cũ mà nằm bãi mà nằm trong bao bì thì được ha. Cái này cây T7 bằng lưỡi dày. Và một cây Okasune ha, tỉa Okasune. Cây này thì lưỡi còn nguyên zin rất là đẹp luôn ha. Nói cái này là mình vệ sinh chưa sạch thôi nha anh, chứ không phải là nó bị gì đâu. Nó vẫn là nguyên zin, chưa vệ sinh sạch thôi. Đây mấy cái dấu này thì hàng cũ thì nó sẽ bị thôi, nhiều anh em mà cứ quan trọng mấy cái đó. Đó, cắt rất ngọt ha, cái tỉa đa năng Okasune. Rồi tiếp theo là một cây tỉa đa năng ha, cây này là mũi ngắn ha, dòng này dòng mũi ngắn, lưỡi nó là cái da nó là da zin nha nè, cái dây da là còn nguyên zin ha, chưa có thay. Mấy cái đời đầu này thì cực kỳ là đẹp này. Đó. Mấy dòng mũi này anh em xài thì khỏi bàn luôn, cắn cắt những cái dâm mà nó bằng chiếc đũa vẫn ok nha, bởi vì cái lưỡi ngắn nó thiết kế cho lực mạnh, lưỡi ngắn mà cái má nó mỏng đó ha. Đó. Cho nên là anh em tỉa rất là sướng luôn, cũng có thể tỉa được những cái chi dâm nhỏ nhỏ của những cái bonsai, nó sẽ trung ha. Mấy cái đời mũi ngắn này thì hiếm hiếm. Đây, đa số là cây 17 phân rưỡi ha, mà nó là đời mũi ngắn là đa số là hàng khoai da. Rồi, tiếp theo một cây đa năng khoai da nữa ha. Đó. Cái này thì lưỡi còn nguyên zin rất là đẹp luôn. Một lưỡi cắt lưỡi đỡ ha. Lưỡi nguyên zin rất là đẹp.
ốc mà chưa tháo luôn ha nè, con này còn nguyên zin. Cái dây da này, cái dây da này, thấy cái dây da zin này. Mình thay da mới cũng được nhưng mà để chừng nào nó đứt thì phải thay. Tự nhiên thấy nó cũ cũ thì cũng kệ bà nó, tính sách ra thay làm gì ha. Cái dây da zin của nó thì dù sao nó vẫn hơn cái dây da mới rồi, cắt rất là ngọt luôn ha. Cái tỉa đa năng, cái này size 19 hả nè, cái này rất là đẹp luôn, nét chữ rồi nét cực kỳ lưỡi rồi, nguyên zin ha. Rồi tiếp theo ha, hôm nay về được một cặp và cán vuông một cặp cán vuông cực kỳ nặng luôn ha, dòng này nó nặng dã man. Anh em nào mà cầm mấy cây này mà tỉa những cái cây bonsai trung hay mini đó, anh cầm lâu nó mỏi tay có nha, nó nặng lắm, cái cán nó làm đặc nó nặng. Dòng này dòng thủ công nha nè, dòng này dòng thủ công đó, cho nên là nó không có mộc ha, dòng này dòng thủ công nội địa. Đợt vừa rồi mình có bán một cây như vậy luôn mà lưỡi thép xanh ha, một cây lưỡi thép xanh đẹp kia, cặp này rất là nặng luôn á. Anh em mà cầm mà đã cầm những cái kéo tỉa nào rồi, anh em cầm cây này là anh em thấy nó khác hẳn liền. Cây này size 19 nha nè, 19 năm á, 19 năm ha, 19 năm gần 20. Mình test luôn cho quên ha, test cho anh em là hoàng ha, bảo đảm với anh em luôn, cây nào cũng tỉa ngọt cực kỳ luôn, lưỡi nguyên zin nha anh, chưa có mài gì hết á ha, hai cây luôn. Đời cán vuông đó nó hiếm, hiếm có cây đẹp đó. Rồi tiếp theo là một cây bướm thép trắng ha, cây này thì mình chưa có kịp vệ sinh đó. À, cái này thì hầu như còn như mới ha, à, lưỡi nguyên zin, anh em về vệ sinh thêm ha, đó. Vệ sinh cho nó sạch ra, cái này cây thép trắng nha. Một cái bướm thép trắng, và một cái bướm thép đen. Cái này thì cây Okasuna. Anh em nào mà muốn làm mà tay lớn á, tay lớn hoặc là cắt những cành lớn thì đây. Okasuna lớn ha. Cái này size 21. Oka này thì lâu lâu mình kiếm được những cái zin thì mình mới lấy thôi. Còn đa số mài rồi thì 200-300 ngàn cây. Dòng đó anh em cắt nó sướng cực kỳ luôn, cái lưỡi nó giữ bén rất là lâu. Rồi tiếp theo nữa là hai cây quấn cảm ha, một anh trắng một anh đen. Cây này anh em nào có bộ thép trắng thì anh em sưu tầm này, anh em sưu tầm về bổ sung vô bộ thép trắng của anh em này. Cây này hiếm lắm á, hiếm có lắm. Cây thép trắng này nó theo clip mình lâu lắm rồi đó, tại vì giá nó căng. Cây này size 20.05 nha anh em. Còn cây chân mắt này thì size nó 23 ha. Cây chân mắt mà cây quấn cảm này cũng cực kỳ hiếm luôn này. Dễ gì kiếm ra cây 23 đẹp dữ vậy ha. Còn nguyên zin như mới luôn. Rồi tiếp theo là cây cặp ha, cây cặp tròn lưỡi nguyên zin nha nè, mọc miết đầy đủ ha, hai ly hở ha. Cây này thì gam thép còn trong này rất là đẹp. Size 21 năm nha nè, mấy cây thủ công thì size nó không có chuẩn, có nhiều cây nó chênh lệch nhau 5 ly, 4 ly, 3 ly ha. Rồi một cây cổ hẹp ha, một cây cổ hẹp sơ đại. Cái này thì size nó tới 26 nha, cây cổ hẹp sơ đại ha, lưỡi còn nguyên zin nha, lưỡi rất là đẹp.
cái lưỡi zin anh em nhìn anh em biết liền cái màu gam nó đẹp lắm. Đây như hai cây này này ha, một cây mini này lưỡi zin này, một cây đa năng lưỡi zin này ha. Cây mini này thì size nó cực kỳ nhỏ ha, cái đa năng là cây mini mà cây này nó còn nhỏ hơn ha. Đó. Cây này là siêu mini luôn, 14 năm, size 14 năm cực kỳ bén ha. Đó, như mới. Và một cây đa năng mini. Cái này size là 16 năm nha anh em. Size 16 năm. Đa năng mini ha, lưỡi nguyên zin. Hai ly hở ha. Cái này như mới luôn ha. Và một cây cặp tròn mini ha, size 17 năm. Cái này thì hàng lưu kho. Cái này cây thép Nhật nha anh em. Cái này 17 năm gần 18 ha. Size mini nha. Cặp tròn size mini. Rồi, tiếp theo là một cây dao. Cái này là để móc khóa nha. Cái này nó móc vô móc khóa. Đây, mở ra. Chín phân ha, chín phân. Cái này anh em bỏ vô móc khóa đi chơi, móc vô trong cái đùng móc khóa ha. Này. Cái này thì để mình bỏ vô này. Rớt ra. Cái ráp sao đây nhất này. Không biết ráp luôn. À nó nằm trong ha. Ha, lộn ngược rồi. Chút nữa ráp lại. Ráp ra bề kia ra ngoài ha. Rồi cây dao móc khóa ha. Dao gấp móc khóa. Và hai cây dao gấp ghép ha. Cái này thì để anh em ghép cây. Ghép cây hoặc gọt thẹo rồi ha anh em. Mấy cái dòng này thì anh em xài được hai tay ha. Đó. Anh em tay trái tay phải gì xài cũng được hết. Này thì còn nguyên zin nha. Hai cây này còn nguyên zin hết á. Rất là đẹp luôn, lưỡi rất đẹp ha. Nguyên zin. Cái dòng mà nguyên zin anh em xài nó bén, cái độ bén nó lâu lắm. Nó đâu có bị cùn đó ha. Và một cây Mickey ha, một cây rồng Mickey. Cái này thì lưỡi nguyên zin chưa có mài ha nè. Một cây rồng Mickey, cái này thì thép kẹp, thép hai lớp ha. Chưa mài mà cực kỳ bén nha. Anh em về anh em để về xài luôn, đừng có mài chi hết, nó bén ghê lắm. Dòng này thì anh em biết rồi, thép Mickey thì biết ha. Rồi và một cây mỡ hông cưa ha. Cái mỡ hông cưa. Và hai cục đá mài ha. Một loại là hai mặt và một loại một mặt ha nè. Này anh em nào mà có bộ đồ nghề là phải có một cục. Hoặc có điều kiện thì xài hai cục luôn ha. Ba, hai cục này là ba đồ ghét khác nhau. Nhưng mà cũng là mài bén thôi ha. Nhưng mà cái cây này là mài bén bóng hơn, tại vì cái gít nó cao hơn. Rồi anh em cần những gì thì anh em Zalo giúp mình ha. Rồi mình sẽ gửi thông tin và giá cụ thể cho anh em luôn ha. Rồi bye anh em nha.